Thưa quý vị và các đồng chí, đây là chương trình nhận diện sự thật của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Lâu nay trên mạng xã hội vẫn thường xuất hiện những bài viết bôi nhọ, chống chủ nghĩa xã hội, chống Đảng Cộng sản trong nhiều hình thức khác nhau, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác Lênin. Chẳng hạn họ phán xét một cách thiếu khách quan rằng tham nhũng có tính thuộc về bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa và không thể cải tạo, nên cần phải có một cuộc cách mạng thay đổi nó về bản chất. Để làm rõ mục đích ý đồ của những nhận định kiểu này, chúng tôi có mời đến trường quay giáo sư tiến sĩ triết học Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương. Xin cảm ơn giáo sư đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa giáo sư Hoàng Chí Bảo, câu hỏi đầu tiên mà khán giả truyền hình muốn giáo sư cho biết một cách khái quát, thế nào là tham nhũng? Hay nói một cách khác thì tham nhũng được hiểu thế nào cho đúng? Tham nhũng là một hiện tượng toàn cầu. Nó có mặt ở hầu hết các nhà nước trên thế giới này, bất kể là ý thức hệ thế nào, chế độ chính trị thế nào. Tham nhũng hiểu một cách trực tiếp và giản dị nhất ấy, là tính tham và lòng tham. Bắt đầu là tự tham lam đã, rồi gắn với nhũng nhiễu, lợi dụng chức quyền, công việc, tức là thực hiện những cái thực thi công vụ đấy, để mà mưu lợi cá nhân một cách bất minh và bất chính. Trước hết là lợi ích vật chất cho bản thân mình và những người thân trong gia đình. Bác Hồ thì gọi là tham ô, gắn liền với lãng phí và quan liêu. Lenin cũng đã từng nói là vấn đề hối lộ. Cái luật chống tham nhũng đấy là quy định rõ là cả người đưa hối lộ và nhận hối lộ đều cấu thành một hành vi gọi là tham nhũng và phải chống quyết liệt. Nếu không, nó gây tổn hại đến lợi ích của xã hội, của cộng đồng và thâu xa là của người dân. Vâng, như chủ đề mà chúng ta nói ngày hôm nay thì ông có ý kiến như thế nào về quan điểm của một số nhà tự xưng là dân chủ được đăng tải trên các phương tiện truyền thông của nước ngoài cũng như là mạng xã hội cho rằng tham nhũng có tính thuộc về bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa? Chúng ta hoàn toàn phản bác cái luận điểm này. Đây là một sự xuyên tạc. Bởi vì trên thực tế đã hình thành nhà nước với tất cả những cái bộ máy thể chế luật lệ làm việc và cả cái đội ngũ công chức, quan chức hình thành trong cái hoạt động của nhà nước này, thì tham nhũng là một cái căn bệnh kinh niên phổ biến của tất cả các nhà nước. Ở đây nó không phải là bản chất của chủ nghĩa xã hội, mà nói đúng hơn đấy là chỉ có chủ nghĩa xã hội và nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân mới đủ khả năng để phòng chống và loại trừ tham nhũng. Còn cái việc mà những cái người lợi dụng nhân danh dân chủ đấy phát tán các cái thông tin trên mạng, chúng ta đều biết cả, quy kết rằng bản chất của chủ nghĩa xã hội của nhà nước chúng ta là tham nhũng mà không thể sửa chữa được, thì đấy là một sự xuyên tạc rất là thô bạo và nó sai lầm cả về mặt lý luận lẫn lịch sử mà ta phải phản bác. Vâng ạ, và trước khi tiếp tục câu chuyện với giáo sư Hoàng Chí Bảo, mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi một clip ngắn sau đây. Ngay sau cách mạng tháng 10 năm 1917, Lenin đã chỉ rõ nạn tham nhũng đang tồn tại, không những trong các cơ quan Xô Viết mà trong cả các cơ quan của Đảng nữa. Người viết, các viên chức nhà nước, thậm chí các tổ chức công đoàn của chúng ta có xu hướng biến thành những người quan liêu, nghĩa là những nhân vật có đặc quyền, thoát ly quần chúng và đứng trên quần chúng. Lenin nghiêm khắc chỉ rõ, đó là những kẻ thù bên trong, kẻ thù nguy hiểm nhất của chuyên chính vô sản. Nếu cái gì đó sẽ làm tiêu vong chúng ta, thì chính là tham nhũng. Lenin coi nhiệm vụ đấu tranh chống tham nhũng là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu. Đây là cuộc đấu tranh bền bỉ, lâu dài, không phải là vấn đề của một đại hội, mà là vấn đề của cả một thời đại, cần phải kiên trì nhiều năm, làm đi làm lại, áp dụng các biện pháp muôn hình muôn vẻ mới có thể đạt được kết quả. Theo chúng tôi thì chỉ dẫn của Lenin từ cách đây một thế kỷ về hiện tượng tham nhũng là rất sắc bén và tư tưởng của người về xây dựng một chế độ xã hội công bằng bình đẳng cho mọi người thì đã vượt trước thời đại. Giáo sư có thể làm rõ hơn về bản chất ưu việt của nhà nước xã hội chủ nghĩa từ quan điểm chống tham nhũng của Lenin như trong clip vừa rồi không ạ? Từ thời Lenin, ta đã có được một cái minh chứng sinh động về vấn đề bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Dù nó đang trong quá trình sinh thành phát triển, nhưng nó đã bộc lộ cái bản chất ưu việt của nó mà ngày sẽ một thành thục hơn. Đó là một cái nhà nước vì lợi ích nhân dân, vì quyền lợi chung của xã hội và kiên quyết loại bỏ cái gọi là cái chủ nghĩa cá nhân, tính tham, lòng tham, thì có thể nói là một cái nhà nước dân chủ, một nhà nước chỉ lấy dân làm thước đo, lấy lợi quyền của dân làm mục đích phấn đấu và đòi hỏi cán bộ công chức, nhất là những người làm việc trong bộ máy công quyền này, tức là quyền lực công của dân này, phải liêm khiết trong sạch và phải chịu sự kiểm soát của luật pháp
cũng như của dư luận xã hội. Thì một nhà nước như vậy nó quang minh chính đại và nó chỉ vì lợi ích công thôi, và nó không vì mục đích riêng tư nào cả, mà ngày nay ta đảng gọi là cái nhóm lợi ích ấy, thì phải kiên quyết chống. Và chính điều ấy đấy, nó làm cho nhà nước xã hội chủ nghĩa dù còn non trẻ, đến bây giờ vẫn đang trong quá trình phát triển mà, vì cái lịch sử của chủ nghĩa xã hội là còn rất non trẻ so với lịch sử hàng 500-600 năm của chủ nghĩa tư bản, thì ta mới càng thấy là đấy là một nhà nước mà có lẽ chỉ trong sự phát triển của lịch sử sau hiện đại mới thấy xuất hiện một cái nhà nước được lòng dân và vì lợi quyền của nhân dân mà phấn đấu, thì đấy chính là bản chất tốt đẹp nhất của nó. Một vấn đề mà hiện đang được dư luận xã hội rất quan tâm ở nước ta đó là chủ đề đấu tranh phòng chống tham nhũng. Thì tại hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 ngày 30 tháng 10 năm 2016, Đảng Cộng sản Việt Nam nhận định tham nhũng lãng phí vẫn diễn ra nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với phạm vi rộng, tính chất phức tạp, gây hậu quả xấu về nhiều mặt và đặc biệt là làm giảm sút lòng tin của nhân dân. Trước một số vụ án lớn liên quan đến tham nhũng bị đưa ra xét xử trong những năm vừa qua, thì theo giáo sư, đây chỉ là hiện tượng hay là bản chất xã hội như lời một số nhà dân chủ tự xưng đưa ra? Những sự thật vừa phanh phui như vừa rồi mà cả dư luận đều biết, và những cái kiên quyết xử lý tham nhũng của Đảng ta như vừa rồi đấy là một trong cái giải pháp rất là quyết liệt để lấy lại lòng tin của nhân dân. Thì đây là những cái hiện tượng mà nó đang diễn ra trong đời sống xã hội, phải kiên quyết loại bỏ, chứ không phải là bản chất, một cái đặc tính vốn có, cố hữu gì của chủ nghĩa xã hội cả. Và cái thời kỳ quá độ của chúng ta, một cái thời kỳ rất lâu dài của lịch sử, trong khi những cái cũ và cái mới còn đan xen nhau, những cái xấu và cái tốt, những cái tích cực và tiêu cực nó vẫn còn đan xen chồng lấn lên nhau, thì càng cần đến chất lượng của một tổ chức bộ máy nhà nước mạnh, với một đội ngũ công chức giỏi, thành thạo chuyên môn nghiệp vụ, và đặc biệt là có đạo đức liêm khiết, trong sạch, công tâm vì dân, thì sẽ chống được cái tham nhũng này. Cho nên rõ ràng những hiện tượng chống tham nhũng vừa qua là một tín hiệu tích cực, một cái điều tốt lành, chứng tỏ Đảng ta quyết tâm đứng về phía lợi ích của nhân dân mà bảo vệ chế độ và làm cho nhà nước trong sạch vững mạnh, chứ không phải là bản chất của cái nhà nước ấy. Vâng ạ, vậy có quan điểm cho rằng là nhà nước do một đảng lãnh đạo như các nước xã hội chủ nghĩa thì tình trạng tham nhũng rất khó kiểm soát và ngăn chặn. Ông có đồng tình với quan điểm này không ạ? Quan điểm này cũng hoàn toàn không đúng. Vấn đề một đảng hay nhiều đảng không phải là lý do căn bản hay là một cái điều kiện gần như là tất yếu cho cái việc đảm bảo nhà nước trong sạch không chống tham nhũng. Nó cũng không phải là điều kiện để cái xã hội đó có dân chủ nhiều hay dân chủ ít. Quan trọng là vấn đề dân chủ thực chất hay hình thức. Đấy. Thế thì chúng tôi nghĩ rằng là một đảng cầm quyền như Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng cái đảng đó đấy mang bản chất giai cấp công nhân, nó phấn đấu cho lợi ích xã hội. Và cái đảng đó phục vụ nhân dân, coi lợi ích nhân dân là cao nhất, là mục đích phấn đấu của đảng và của nhà nước. Thì một đảng cầm quyền có thể sử dụng như Đảng Cộng sản này, sử dụng sức mạnh của bộ máy, sức mạnh của thể chế, sức mạnh của dư luận xã hội, và đặc biệt là dựa vào nhân dân để mà xây dựng đảng, xây dựng nhà nước, dựa vào nhân dân để quyết liệt chống tham nhũng, để bảo vệ nhân dân, thì hoàn toàn có thể thực hiện được như là một cái khả năng tốt đẹp mà hiện nay nó đang diễn ra như vậy. Ngày 22 tháng 2 năm 2018, Tổ chức Minh Bạch Quốc tế TI công bố chỉ số cảm nhận tham nhũng CPI năm 2017. Xếp hạng 180 quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên ý kiến đánh giá của các chuyên gia và doanh nhân về tham nhũng trong khu vực công. Theo bảng xếp hạng này, Việt Nam đạt 35 trên 100 điểm, xếp hạng 107 trên 180 toàn cầu. Tổ chức hướng tới Minh Bạch TT, cơ quan đầu mối quốc gia của TI tại Việt Nam, cho rằng việc tăng nhẹ điểm CPI trong 2 năm liên tiếp 2016-2017 là chỉ báo tích cực đối với các nỗ lực phòng chống tham nhũng trong thời gian qua. Tuy nhiên, xét trên thang điểm từ 0 đến 100 của CPI, trong đó 0 là tham nhũng nghiêm trọng và 100 là rất trong sạch. Vấn đề tham nhũng trong khu vực công ở Việt Nam vẫn được cho là rất nghiêm trọng. Năm 2016, Việt Nam được 33 trên 100 điểm, đứng thứ 113 trên 176 trên bảng xếp hạng toàn cầu. Đây là lần đầu tiên sau 4 năm, điểm số của Việt Nam tăng nhẹ, tăng 2 điểm so với mức điểm 31 trên 100 trong suốt các năm từ 2012 đến 2015. Trong khi đó,
Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cảnh báo về sự gia tăng của những tổn thất kinh tế xã hội do tham nhũng gây ra đối với nền kinh tế thế giới. Theo IMF, những ước tính gần đây trên toàn cầu cho biết tham nhũng gây thiệt hại 1.500 đến 2.000 tỷ đô la Mỹ trên một năm, tương đương 2% GDP toàn cầu. Không những thế, bà Christine Lagarde, Tổng Giám đốc IMF, còn chỉ ra những tổn thất gián tiếp cũng như nghiêm trọng không kém như tăng trưởng kinh tế sụt giảm, bất bình đẳng thu nhập gia tăng. Thưa ông, từ những số liệu thống kê đáng lo ngại của các tổ chức quốc tế về vấn nạn tham nhũng toàn cầu, thì một câu hỏi mà chúng tôi rất muốn giáo sư cho biết là vì sao tham nhũng lại diễn ra phức tạp và xuất hiện ở mọi chế độ chính trị xã hội như vậy? Tham nhũng diễn biến trong thực tế thì lại rất phức tạp, ngày một tinh vi phức tạp hơn. Từ tham nhũng nhỏ, tham nhũng vặt đấy, đến tham nhũng lớn, thậm chí tham nhũng cực lớn. Từ tham nhũng trong địa hạt kinh tế, bây giờ nó lây lan sang tham nhũng trong địa hạt chính trị. Thế thì nguyên nhân vì sao? Theo tôi có thể lý giải nó một cách rất là tường minh trên mấy phương diện sau đây. Thứ nhất là vấn đề tổ chức bộ máy, thể chế. Đấy. Cồng kềnh, tầng nấc, quan liêu thì quan liêu là kẽ hở của tham nhũng. Thứ hai là chúng ta chưa coi trọng đúng mức vấn đề giáo dục đạo đức, nhất là đạo đức công chức gắn với kỷ luật công vụ. Thứ ba nữa là phải tăng cường kiểm soát về mặt thi hành công vụ của cán bộ, của công chức, rồi dư luận xã hội trong nhân dân để nhân dân ủng hộ cái tích cực và phanh phui cái điều tiêu cực. Và sâu xa ra đấy là vấn đề gương mẫu của những người lãnh đạo, những người cầm quyền. Thì nếu sửa được những cái nguyên nhân như thế, tức là sửa cách toàn diện, hệ thống đồng bộ từ tổ chức bộ máy đến chất lượng công chức, đánh giá cán bộ, lựa chọn con người tài đức, và nhất là huy động được cái sức mạnh dư luận của nhân dân cộng với sự nghiêm minh của luật pháp và giáo dục đạo đức cho tất cả đội ngũ, thì chúng ta hoàn toàn có khả năng phòng chống, đẩy lùi được quan liêu tham nhũng. Dĩ nhiên phải rất lâu dài chứ không thể vội vã nôn nóng. Đây không phải là câu chuyện tinh thần duy ý chí, mà là câu chuyện phải dùng tất cả các biện pháp mạnh cả về thể chế, luật pháp, đạo đức và chính sách. Một thực tế rất rõ ràng là tham nhũng đã trở thành vấn nạn của toàn cầu và đã có không ít hội nghị bàn về các biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi. Vậy ý đồ của những người đưa ra nhận định rằng tham nhũng là bản chất của chủ nghĩa xã hội thực sự thì nhằm mục đích gì ạ, thưa giáo sư? Hoàn toàn có thể thấy rõ ngay ý đồ của họ. Một cái ý đồ có thể nói là mờ ám, khuất tất, thậm chí nham hiểm. Họ muốn lật đổ vai trò lãnh đạo và cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ muốn thông qua cái hiện tượng tham nhũng hiện nay, nhất là lợi dụng cả cái bầu không khí, cả xã hội mà đang đấu tranh chống tham nhũng, để nó xuyên tạc, quy kết vào bản chất của chế độ, mà mũi nhọn là tấn công vào quyền lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản, ly gián Đảng với nhân dân, và cuối cùng lại chính dùng cả cái sự phẫn nộ của nhân dân một cách mà người ta không có tự giác, sáng suốt, không kiềm chế được đấy, thậm chí trở thành cái gọi là chính gây áp lực và cái sự gây ra những cái biến động bất lợi cho cái sự tồn vong của chế độ chúng ta. Thì đây là nó gắn cả kích động, gắn cả mị dân, gắn cả những trò thâm hiểm, thâm độc, trong khi xuyên tạc bản chất của sự thật. Và mũi nhọn của nó, như tôi nói, là nó tấn công vào quyền lực lãnh đạo của Đảng và chế độ của chúng ta, gây bất ổn định xã hội để cuối cùng là lật đổ chế độ. Vâng ạ, xin cảm ơn giáo sư. Thưa quý vị và các đồng chí, từ thực tiễn lịch sử cho thấy, tham nhũng là hiện tượng xã hội. Nó hiện diện ở tất cả các quốc gia trên thế giới, cả các nước phát triển, đang phát triển và chậm phát triển. Vì vậy, việc suy diễn rằng tham nhũng là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa thì hoàn toàn thiếu cơ sở khoa học. Có thể gọi đó là hành động bôi nhọ hệ thống chính trị của các nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Để kết thúc phần bình luận ngày hôm nay, chúng tôi xin được dẫn lời nhà quan sát phân tích của Sputnik, ông Pius Vietov, khi ông khẳng định: mặc dù tham nhũng có mặt dưới cả chế độ xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, còn được gọi là xã hội công nghiệp, tôi cho rằng chính quyền cộng sản có nhiều cơ hội hơn để vượt qua nó. Những người cộng sản có tinh thần đạo đức khác, họ chống lại tính vụ lợi vì công bằng xã hội và sự bình đẳng. Chương trình đến đây xin được kết thúc. Một lần nữa xin cảm ơn giáo sư Hoàng Chí Bảo đã tham gia chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.